Chào cả nhà. Trưa biển lại ra làm tí dạ dày ong sách bò về xào làm đĩa ăn cơm trưa. Trưa chẳng có gì là tranh thủ ra đây làm tí. Đấy, chợ tranh thôn quê mình nhé. Hôm nay lại có cả cần tây xào bán kìa, mấy hôm có đâu. Cần tây tỏi tây à? Làm hai cống này ăn ốm nhỉ. Một cống thôi ấy, nhiều quá. Kiếm mấy quả khế chua nữa. Dạ dày ong sách các kiểu có ấy. Đây nhá, cả nhà thì mình nhìn quen thuộc. đình đám là bà cứ có nhu cầu là bà phục vụ tận nơi, thái sẵn rồi và dẫn xào đó. Cả nhà cũng yêu mình là nhìn thấy rồi. Làm một đĩa về xào ăn cơm trưa cái nào. Dạ dày ong sách các kiểu. Ui ôi, 5 tiền đấy nhỉ. Ủa, túi bóng tiền này cả nhà. Đỉnh quá. Đây là nó gọi là cái này gọi là cái gì? Hoa khế bò. Đây này. Khăn mặt. Vó bò các kiểu có hết. À tí lấy một miếng tim này nè. Mỗi thứ một tí thì xào ăn cho nó ngon. Đấy, bà chuyên cung cấp bò bê các kiểu phục vụ đình đám. Chợ trưa người thưa. Chợ tranh ấy, chợ làng mình ấy, chợ cóc. Làm ít về xào uống rượu bữa cơm trưa thế xong rồi. Đấy, cả nhà đấy, biển lấy một nửa cái ong sách, một nửa cái dạ dày. Đấy là mấy chục nghìn về xào đi uống rượu. Chào cái là cho tươi tỉnh ấy nha. Và chuyên cung cấp đình đám có thứ là ngồi đây cứ bán cái ở chợ cóc quê mình đây đấy. Hôm nay lại bán cả cái đồ này nữa cả. Cần đây đây. Đỡ phải đi. Chỉ cần một cây thôi nhỉ? Cái này cần một cây thôi. Lấy một cây đấy. Như vậy kiếm mấy quả khế chua bây giờ lại phải đi xin người. Khế nhà cháu thì đầy nhưng mà cháu khế nhà như nó không chua. Nó phải đi xin cơ. Cái vó bò này là cả nhà tấm tương bẩn ngon lắm này. Ngon cực kỳ luôn. Đây gọi là vó bò luôn. Gan thịt bò có hết. Đấy cả nhà này, mình bây giờ về là mình cái món này này. Đây. Đây là dạ dày ong, dạ dày đấy. Còn là quê mình nó gọi là cái khăn mặt. Ngon chưa? Đấy về xào cần tây khế chua. Còn đây là cái ong sách. Người thì gọi là nó là cái gọi là cái quyển sách nữa. Nó cứ gấp cái nếp này, cái này ăn thì giòn này. Đó. Bây giờ mình mới cho đi vào này, rửa sạch vệ sinh sạch sẽ giả dụ như nhưng mà nước sôi nước xiết bắt đầu là mình bóp muối thì sạch. Đây, cần tây, tỏi tây, khế chua. Gia vị mua đầy đủ. Đấy, bữa cơm trưa vợ mình nó vừa mua về gia vị. Rau củ quả này là cơm vợ nó nấu. Còn mình thì xào cái đĩa này để uống rượu. Dạ dày ong sách. Xào với cần tây khế chua. Nhậu. Bây giờ mình đi cho muối vào để làm việc vệ sinh sạch sẽ để đi xào. Đấy, cả nhà này, sau khi biển bóp muối vệ sinh sạch sẽ rồi. Rửa lại rồi, đó. Đấy. Bóp muối thì sạch đi. Đấy. Đây là cái dạ dày. Đấy. Nếu mọi khác không biết quê mình gọi là cái khăn mặt được, nó giống cái khăn mặt này, nó bông bông à. Đấy. Còn đây là cái ong sách, nhăn nhăn cái lớp sắt, một ăn cái này thì giòn mà không bị dai. À. Còn đây là gia vị, chủ yếu là phải gừng ớt, cần tây, tỏi tây và khế chua. Đấy, là
mà biển thái lên và làm lên xong mang đi xào để chén uống rượu bữa cơm trưa. À, bữa cơm trưa gia đình đấy. Không. Đâu những món gì thêm xem nào? Chân vịt. Chân vịt xào xào gì? Chân vịt mày thì đéo biết làm cái gì đâu mà. Này, cả nhà này con gái mình lại mua con vịt to tướng, chủ nhật lại mua con vịt to tướng cả dao nọc lấy của anh. Anh nó là bên quay vịt. À, không biết làm cái gì về luộc gì cho chồng mày ăn, ngu lắm. Bây giờ biển Huy đi thái ong xoách dạ dày. Nhà cái chỗ này dày ăn giòn ngon. Đấy. Bóp muối mới sạch sẽ. Cái khăn mặt này ăn dày nhưng ngon lắm, giòn lắm. Xào cần tây khế chua. Cần tây tỏi tây. Ui, cả nhà này. Xong rồi đây này, mình thái hết đây này. Cần tây tỏi tây khế chua. Đấy. Gừng tỏi ớt. Đấy. Đấy. Xong rồi. Đấy, bắt đầu là cho đi xào đó, làm được bữa cơm trưa đơn giản. Đấy. Đi ướp nhá cả nhà nhá. Đấy, ướp này. Rất nhiều. Đi xào con gái mình như này nó là vừa chủ nhật nó nghỉ làm nó lại. Vừa đi mang con vịt này đúng không? Cái này để bữa chiều thôi. Vịt này nhà mình là có thằng cháu nó chuyên quay vịt nướng, quay vịt các kiểu. Thích ăn tiết canh vịt thì sẵn lắm, biển nói chung là cái đồ tiết canh, tiết canh vịt và tiết canh lợn nó toàn người nhà rất sẵn. Một bọc chân vịt đây nữa. Chân vịt này không ăn, tí cho cô nó mang về luộc cho chú nó uống rượu. Mình trưa nay thì ăn cái này. Cái đồ này chán này. Con gái mình này nó nghỉ nó này. Mua về nó bảo làm nó đi đám cưới rồi. Chủ nhật nó nghỉ mà. Phi tỏi mỡ cả nhà. Hành tỏi gừng. Phi vàng đây một nửa mình đã ướp vào kia rồi. Còn một nửa mình để đây. Đấy, mình cứ chia sẻ những bữa cơm ăn hàng ngày thôi. Hôm nay các em nó đông nó vỡ nhà nó mỡ nào không ai. Nhà nào nhà đấy hết, mệt quá. Dù ăn uống bây giờ nghe nhọc ghê. Cái này mình cứ ướp hết ra thì cái thứ này nó rất ngấm những lần cả. Đấy, bật lửa đây là đun lên. Đấy, xào xong là đấy. Cần tây khế chua các kiểu đấy, đổ vào là xong chén đơn giản mà. Đấy, cái nhà xào thơm chưa, ngon lắm cả nhà, rất giòn. Cái đây gọi là cái ong sách này. Còn nó nhân dân gọi cái dạ dày bò. Quê mình cứ gọi nó là cái khăn mặt. Chẳng nó giống cái nông đông của cái khăn mặt. Xào cái này mà kỹ quá là nó dai như đỉa ấy cả nhà. Mà sống quá không được. Nó cứ... Biển cứ hay ăn tiết canh các thứ thật nhưng mà làm cái gì nó khi nào chín là ra chín, cái món nào biển một cái tiết canh, một cái tiết canh vịt, cái nhợn thì nó là đại lý. Nhà này cháu nó làm mà quay vịt, nò quay vịt thích ăn ấy, bảo nó hãm cho một hai con nó đánh hàng mâm tiết canh vịt luôn, tiết canh lòng lợn. Còn người nhà thích ăn gì thì ra bảo bà bớt lại tự thái tự đánh tự làm ăn. Và bây giờ đi đổ khế với các gia vị vào là xong chiến. Khế chua thái mỏng, cần tây tỏi tây, vừa được bữa cơm trưa mà có vừa ngồi nhậu nai dai thế thôi.
Wow, thế là xong rồi cả nhà ơi, ngon quá. Đấy, khế chua này, dạ dày này, cần tây này, tỏi tây này, đấy, kẹp một miếng này, biển nếm trước. Ngon quá cả nhà. Rất ngon. Chua cửa khế, thơm của mùi cần tây, tỏi tây. Rồi, xong rồi, mang đi chiến đấu thôi. Còn này, ít nào sáng vợ mình nó mua về ăn nó lại không ăn. Mình ăn nguyên lòng già. Đang luộc lại. Mời cả nhà cơm nhá. Sau một chầu làm việc xào nấu món dạ dày ong sách bò nấu xào khế chua cần tây. Nhâm nhi đi chú, nhâm nhi thôi, uống hôm nay chủ Mời nhật cả nhà nhá. uống nhiều này phê. Mời nhà ăn cơm với Biển nhá. Đấy là Biển chia sẻ đấy là chủ đạo là cái món dạ dày ong sách bò này, xào với này, cần tây, tỏi tây và khế chua. Còn đây là thịt mắm rang mắm tôm nhà muối đấy, ở ao ấy. Thế thôi, cơm canh gọi là gia đình nhưng mà chứ không có cỗ bàn này nọ gì cả. Anh chủ yếu chủ đề là của Biển, là cái kênh của Biển nên tất cả là chỉ chia sẻ những cái bữa cơm gia đình và cỗ bàn thôn quê thế thôi, chứ mình cứ không phải là đi mà phải đi quay video làm cái nọ cái kia đâu, thì con trâu con bò không có đâu. Mình chia sẻ những bữa cơm ăn gia đình hàng ngày thôi, nội ngoại cỗ bàn thế thôi, trong họ thôi, ngoài ra mình không chia sẻ gì cả. Thế con vịt thế giờ chiều làm gì? Lọc ra làm món gì? Ở chợ bán không bán rồi. Cái chợ mua đầy, chợ này không có thì ra vợ quyển đầy. Đấy, ăn ngon chưa? Giòn lắm. Thấy là mình đẹp. Cái chua đấy đi xin đấy, thế nhà mình nó hơi chua chua. Cái nhà, đấy, ong sách kìa. Là miếng này miếng dạ dày nó cũng là một đấy. Ong sách dạ dày kẹp thêm một miếng này nữa ăn phải ăn đúp nó mới đã cả nhà, hai miếng liền ong sách dạ dày cần tây khế. Biển cứ chế biến những cái món này đồ nhậu là nói thật sự là Biển là cứ nhiều khi là cũng là hay về cái chân đầu bếp hết đấy, nhưng mà lười làm thôi, tại vì hay là tổng quản là cũng bàn cỗ bàn các thứ lắm. Ngon. Ai đang gọi không? Bữa cơm gia đình thế thôi, trưa rồi cái nào một tí bò xào cả nhà, cái nào cứ cơm nước. Giòn ngon, ngon không chú? Nhai nóng hổi giòn nó ngon. Sao cái gì? Thịt kia rang mắm tôm nên chúng mày không ăn được thì thôi, cứ theo chúng mày làm sao được. Không ăn mắm tôm à? Bọn nó có ăn riêng thịt rang mắm tôm riêng chúng nó có ăn được mà. Mắm tôm ngon mà không ăn được. Ngày xưa gọi cơm gái đẻ đấy. Gái đẻ mới ngày, ngày anh em mình ngày 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 xưa này các mắm bà. Mắm tôm mà ăn nó lành dạ. Thịt rang với lại mắm tôm là chỉ có gái đẻ mới được ăn thôi. Ngày xưa nó đói khát, lấy đâu ra. Nhưng bây giờ cứ quen mồm với nhau gọi là thịt gái đẻ, thịt thịt lợn này, thịt chỉ, thịt chả này, rang này, mắm tôm muối. Trước khi các bà chừa đẻ chuẩn bị phục vụ đẻ là phải để những thịt rang mắm tôm như đấy, ngày và xưa nó cháo như thế. Ninh gọi là chân giò. Còn như bây giờ lấy đâu ra, bây giờ nói về cái chuyện này người ta chúng nó là khác. Dưa nhà rồng nha cả nhà nhá, rồng để ăn riêng đấy nhưng mà vẫn phải gọt vỏ. Ở quê mình anh em nhà rồng nhiều dưa lắm, mỗi vụ dưa mỗi người kiếm 70-80 triệu một vụ.
ăn phải như này toàn này, gắp miếng nọ miếng kẹp nó vào này, ăn nó ngon. Cái ăn quen nó ngon. Nóng như bò. Ăn kẹp một khế ngon hơn. Đấy kẹp miếng khế, kẹp miếng nọ miếng kia. Nào chú, tại đây. Nhai cong răng nó nhai mạnh vào. Cơm nhà, cơm cày, cơm đấy, ai thấy thì ăn, khách quan gì đâu, khách sao, bốc được vào. Mình sao sống phong cách nông thôn, cứ phải ăn uống làm sao có thể ngon miệng và hợp. Ăn uống bốc nhón nó ngon. Bảo như là ngồi khách khứa thì mới đũa bát. Ở nhà cứ ăn uống, thử thử, ngon hay không là cứ ăn uống là phải tự do. Wow, đã. À, gắp miếng khế này, miếng ong sách này, miếng dạ dày này. Dần đầy đỏ dành đấy, nghe không ạ? À, đúp luôn. Dạ dày đâu? Ngon thế. Anh tối chạch mạnh. Đấy, chú Toàn là anh mà cái xào nấu cái gì à, già trẻ ăn được hết. Thế mới tại, nhưng mà khéo tay đúng không? Tê cay thơm. Ngon. Món này cả nhà đồ nhậu dân nhậu nay ra ăn ngon, dễ ăn bình dân. Làm một đĩa nhậu to này cứ gọi bốn ông cứ làm một đĩa có 100.000 hơn 100.000 tí cả gia vị. Nhậu thoải mái. Thôi. Chào cả nhà nha, biển xin kết thúc video ở đây.